nó phức tạp như vậy. Dạ. Mà anh cẩn thận như vậy á, mà rất tốt. Dạ. Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Cố gắng phát huy. Dạ. À, sẵn đây tôi cũng xin dặn anh luôn. Tất cả nhân viên của công ty mình, trước khi vô công ty làm việc, anh đều đo thân nhiệt, khử khuẩn cho họ, kể cả người lạ ở ngoài. Nghe. Dạ. Cố gắng thực hiện tốt giùm tôi. Dạ, sếp cũng giữ sức khỏe à. Cảm ơn anh, cảm ơn. Dạ, khoan đã cô. Dạ, cô xịt tay khử khuẩn đi. Ờ, tôi đo nhiệt độ, cô phải đeo khẩu trang mới vào được công ty à. Gì vậy? Xịt xịt gì? Dạ, đây là quy định của công ty à. Quy định gì, tránh ra đi. Dạ, dạ, không được à. Nếu mà cô không đeo khẩu trang, không xịt khuẩn à, tôi không có cho cô vô công ty đâu à. Ông là ai? Ông lấy cái quyền gì mà ông không cho tôi đi, hả? Tôi thì chỉ là bảo vệ thôi, nhưng mà đây là quy tắc của công ty, mọi người phải chấp hành. Xin cô thông cảm, không khéo rồi cô vô công ty không đeo khẩu trang, không khử khuẩn, rồi lây bệnh cho nhân viên công ty rồi sao à? Ê, 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 hồ đồ nghe chưa? Dạ. Ông mới nói gì? Ông nói lây bệnh cho nhân viên công ty, ý ông sao? Ý ông nói tôi là đang có bệnh đó hả? Cái này, cái ý của tôi nói đây là mình phải giữ sức khỏe cho mọi người, cũng như chính bản thân cô cũng phải giữ sức khỏe nữa. Tôi không có đứng đây nói chuyện với ông, tôi không có giỡn. Dạ, nếu mà cô không đeo khẩu trang, không khử khuẩn á, tôi không cho cô bước chân vào công ty đâu à. Nè. Ông nhìn đi, ông nhìn đi, cái mặt tôi trang điểm công phu như vậy nè, tự nhiên đeo cái khẩu trang, bịt cái mặt kính mít, ai nhìn thấy nhan sắc của tôi nữa hả? Nhìn đi. Dạ, nhiều khi cái nhan cô cứ bắt tôi nhìn hoài, tôi mệt lắm. Cô muốn tôi nhìn phải không? Được rồi. Ê, thôi, ủa tại sao vậy? Tiếng xác rồi nói chuyện lây bệnh cho người ta hả? Chính bản thân cô còn sợ lây bệnh, như vậy cô không sợ cô lây bệnh cho mọi người. Còn riêng cá nhân tôi lớn tuổi rồi, mắt tôi tèm nhem rồi, tôi không thấy, tôi phải nhìn kỹ. Nhưng mà tôi cũng giật mình, tôi sợ nữa. Cô không đeo khẩu trang, không ai dám tới gần cô để nhìn nhan sắc cô đâu. Bây giờ tôi không nói nhiều, bây giờ là ông tránh ra cho tôi đi. Tôi vô. Không tránh. Tôi không cho cô, không cho cô bước vô công ty. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Ông biết tôi là ai phải không? Cô là ai cũng vậy, phải chấp hành quy luật của công ty. Chút nữa mà biết tôi là ai á, đừng có năn nỉ ỉ ôi xin lỗi nghe chưa. Tôi làm đúng nhiệm vụ của tôi không có sợ gì đâu cô. Nhiệm vụ ai quy định á? Đó là giám đốc của tôi. Ừ. Giám đốc đã nói rồi, kể cả người thân hoặc ba má giám đốc vô đây cũng phải đeo khẩu trang, còn nếu không không cho vô. Vậy sao giám đốc hả? Ủa, chuyện gì mà ồn ào vậy? Ủa, giám đốc. À, xin lỗi anh. Anh hiếp em nãy giờ. Chuyện gì vậy anh Bảy? Dạ, cô này muốn vô công ty, mà tôi lấy nước xịt khuẩn, xịt cô không chịu. Cô cũng không chịu đeo khẩu trang, cho nên tôi không cho cô bước vào công ty. Ủa, em đâu có bệnh gì đâu. Hả? Em đâu có bệnh, tự nhiên bắt em đeo khẩu trang. Anh nhìn coi, như em trang điểm công phu đi gặp thôi, anh. Thôi, anh hiểu rồi. Chuyện này á, mà cũng xin lỗi anh Bảy, đây là vợ sắp cưới của tôi. Dạ, vợ sắp cưới của sếp. Dạ, tôi cũng xin lỗi, tại vì đây là nguyên tắc thôi sếp. Thật ra chuyện này anh không có lỗi, cái người có lỗi á chính là em. Cái gì vậy? Em đi vô công ty mà anh đã dặn em rồi, thấy không? Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì mình đi ra khỏi nhà mình phải đeo khẩu trang, đi đến cái nơi mình muốn đến để mình làm việc á thì mình cũng phải đeo khẩu trang. Anh nói hoài mà sao em không thực hiện? Em muốn gặp anh, em nôn rồi, em mất gấp đẹp đi gặp anh, tự nhiên bắt đeo cái khẩu trang che cái mặt. Em ơi, đẹp bên ngoài á cũng tốt, không ai cấm cản, nhưng cái quan trọng là trong tâm hồn em kìa, em phải đẹp nữa kìa thì nó mới hoàn hảo. Em mà bị vậy nè ha, lỡ không phải là anh nói gỡ nha, em có bị nhiễm đi, để em vô đây em lây hết tất cả nhân viên của công ty thì hậu quả nó cỡ nào nữa. Mà nhất là em là người thân, anh đã ra cái nội quy cho công ty. À, sẵn đây tôi nhắc anh Bảy luôn. Dạ. Anh nhắc nhở tất cả nhân viên của công ty,
vô làm việc, kể cả lúc đang làm việc cũng phải đeo khẩu trang nha. Dạ. Đó, anh dặn công ty của mình như vậy, nhân viên dưới trướng anh đều thực hiện theo. Đó, anh là giám đốc, mình em á, em là vợ của giám đốc, em phải làm gương để nhân viên nó thấy, họ làm gương theo, họ noi gương. Còn em mà không thực hiện vậy rồi anh nói nhân viên sao nghe lời được. Em biết rồi, em thấy thiệt là em có sai, nhưng mà anh cũng biết tính em ngang mà, làm cho bằng được vậy. Trời đất ơi, xin lỗi anh Bảy đi. Dạ. Anh Bảy là làm đúng trách nhiệm của anh đó. Dạ, em xin lỗi anh. Thiệt sự là em thấy anh này cương quyết. Một là một, hai là hai đó. Em nói là y như là em có người quen làm lớn trong đây, ảnh vẫn nói mặc kệ, phải tuân thủ theo quy định. Em xin lỗi anh nha. Dạ, ở đây tôi không có mắc lỗi phải gì hết. Nếu mà cô thấy sai, cô sửa sai như vậy là tôi mừng lắm rồi. Dạ, em biết rồi. Với hơn nữa không phải giữ cho công ty này không, cô đi đâu bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình phải tuân thủ theo nghị định của chính phủ là mình phải đeo khẩu trang, phải khử khuẩn, như vậy mới an toàn cho mọi người và bản thân mình. Cô nhớ vậy giùm tôi. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Xin lỗi. Nè, em mà tái phạm một lần nữa nghe, anh ly dị với em luôn. Dạ. À, qua vấn đề này, tôi cũng xin cảm ơn anh. À, anh làm việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm với cái nơi mình làm việc. Tôi sẽ đề xuất với phòng ban, xin được phép khen thưởng cho anh. Dạ, cảm ơn sếp nhiều. Tôi cũng không cần khen thưởng. Tôi miễn sao tôi làm bảo vệ công ty này, tôi chỉ mong mọi người nhân viên cho tới lãnh đạo ai cũng khỏe mạnh bình an. Đó là nhiệm vụ của tôi vui rồi. Cảm ơn nha. Lưng lại, nhanh lên, xin lưng lại. Rồi, đưa hai tay lên nào. Phải bên nhau bạn nhé.